Chào mừng các em đến với tiết nhà học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ sửa bài kiểm tra. Các hai em hãy lấy đề thi kiểm tra học kỳ 2 và tập vở ra làm cùng với cô. Ta sẽ sửa câu số 1 trước. Câu số 1 gồm có 3 câu, 1 câu tính và 2 câu tìm ít. Thì cô sẽ tính câu A trước. Bài phép tính này gồm có các phép tính nhân, trừ, chia. Thì ta phải thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. Nên cô tính âm 2 phần 3 nhân 15 phần âm 4. Cô ra kết quả là 5 phần 2. Dấu trừ cô giữ nguyên. Tiếp đến cô sẽ tính phép chia. Cô lấy âm 1 phần 5 chia cho 1 phần âm 5. Cô ra kết quả là 1. Sau cô đó, cô sẽ lấy 5 phần 2 trừ 1 bằng 3 phần 2. Bài này các em cần chú ý tính toán cho cẩn thận, đặc biệt là các dấu trừ này. Chúng ta sẽ sang câu B tìm x. Bài tìm x này các bạn chú ý cho cô các âm 1, 3 phần 4 này được gọi là hỗn số. Rồi, ta sẽ muốn tìm bài tìm x này, ta sẽ giữ 1 phần 2x này lại. 1 phần 2x này còn gọi là số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. Có nghĩa cô lấy âm 1 3 phần 4 cộng 1 phần 3. Cô ra kết quả là âm 17 phần 12. 1 phần 2x có nghĩa là 1 phần 2 nhân x. Vậy x này còn có nghĩa là thừa số. Muốn tìm thừa số chưa biết, cô lấy tích chia cho thừa số đã biết. Cô lấy âm 17 phần 12 chia 1 phần 2. Cô tìm ra x là 17 phần 6. Chúng ta sẽ sang câu C. Câu C cũng giống như câu A, chú ý cho cô âm 2 1 phần 5 này được gọi là hỗn số. Để tìm x bài này thì chúng ta sẽ giữ 2 phần 5 cộng x lại và nó có tên là thừa số. Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Có nghĩa cô lấy âm 2 1 phần 5 chia cho âm 3 phần 10. Cô tìm ra kết quả là 22 phần 3. Ở đây phép cộng và x này sẽ có tên là số hạng. Muốn tìm số hạng chưa biết, cô lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Là cô lấy 22 phần 3 trừ cho 2 phần 5. Cô tìm ra x là 104 phần 15. Hai bài tìm x này các bạn chú ý cho cô cái hỗn số. Cái thứ hai là dấu trừ và mình tính toán cho cẩn thận. Tiếp theo chúng ta sang bài số 2. Bạn viết phấn chống lóa được sản xuất bằng mặt thép từ kính sơn tĩnh điện màu xanh, có kích thước cao 120 cm, dài 270 cm, tính luôn khung. Tính giá tiền tấm bảng chống lóa trên, biết giá tiền 1 m² thép từ sơn tính sơn tĩnh điện bằng 620.000 đồng, đã tính luôn tiền khung. Các em hãy đọc đề lại một lần nữa. Để làm bài này thì chúng ta sẽ thấy gì? Đầu tiên chúng ta sẽ xem các cái đơn vị của nó cùng đơn vị chưa? Thì cô thấy rằng không cùng đơn vị, cô sẽ đổi cái 120 cm và 270 cm này ra mét. Thì 120 cm cô đổi ra được là 1,2 m, 270 cm đổi ra là 2,7 m.
Nếu đến chúng ta muốn tìm được cái tiền mà tấm bảng này bao nhiêu thì mình phải đi tìm diện tích của nó. À, đây là 1 mét vuông nè, chúng ta sẽ tìm được diện tích của nó. Mà các bạn thấy rằng tấm bảng này hình gì? Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Nên mình tính diện tích hình chữ nhật bằng công thức nào? Ta sẽ lấy gì? Chiều dài nhân chiều chiều rộng. Cô sẽ lấy 1,2 nhân cho 2,7. Cô ra kết quả là 3,24. Nhưng nhớ đơn vị diện tích là mét vuông. Chúng ta phải có vuông. Sau khi cô tìm được diện tích rồi, cô dễ dàng tính được cái giá tiền của nó. Các bạn chú ý nè, 1 mét vuông cô là có là 276 đồng. Vậy bây giờ 3,24 mét vuông thì bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân. Cô sẽ lấy 3,24 nhân cho 625.000 đồng. Cô tìm được giá tiền của bảng chống lóa là 2.025.000 đồng. Bài số 2 này chúng ta cần chú ý cái gì? Phải xem nó cùng đơn vị hay không. Và nhớ được cách tính diện tích của hình chữ nhật thì lúc đó các em mới tính được giá tiền. Ta sang câu số 3. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, đến thời điểm 17 tháng 3 2021, Việt Nam đã thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 cho tổng cộng 24.054 cán bộ nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và ban chỉ đạo phòng chống dịch. Trong đó, 2.039 phần 12.027 trường hợp có phản ứng thông thường sau khi tiêm. Hãy tìm số người có phản ứng thông thường sau khi tiêm. Các bạn đọc đề bài, mấy bạn thấy dài, các bạn thấy khó, thật sự rất là dễ. Bây giờ các bạn thử đọc lại bài này 2 lần và tìm cho cô ý chính bài này là gì. Thì các bạn thấy đầu tiên chúng ta sẽ có được biểu kiện thứ nhất, đó chính là tổng cộng 24.054 cán bộ. Cái thứ hai là trong đó thì có 2.039 phần 12.027 trường hợp có phản ứng thông thường sau khi tiêm. Ta dựa vào hai cái điều này thì ta sẽ tìm được số người có phản ứng thông thường sau khi tiêm. Ta chỉ cần thực hiện phép gì thôi? À, chúng ta sẽ thực hiện phép nhân. Vậy cô thực hiện phép nhân, cô sẽ tìm được số người phản ứng thông thường sau khi tiêm là 4.078 người. Chúng ta sẽ sang bài số 4. Trong đợt kiểm tra học kỳ 1 vừa qua, ở khối 6 toàn quận, thầy giáo nhận thấy rằng 27 phần 100 số học sinh toàn quận đạt điểm giỏi, 1 phần 5 số học sinh toàn quận đạt điểm khá, 1 phần 7 số học sinh toàn quận đạt điểm trung bình, còn lại là số học sinh đạt yếu kém. Tính số học sinh đạt yếu kém, biết số học sinh giỏi toàn quận là 2.430 em. Các bạn đọc đề 2 lần đi. Và chúng ta cùng nhau phân tích đề. Bài này chúng ta thấy có học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình và học sinh yếu kém. Vậy học sinh nào chúng ta biết rồi? À, chúng ta sẽ biết được học sinh giỏi là 2.430 em. Và cái dự kiện nào liên quan tới giỏi nữa? Đó chính là 27 phần 100 số học sinh toàn quận đạt điểm điểm giỏi. Và dựa vào hai điều này thì chúng ta sẽ tìm được học sinh toàn toàn quận. Cô tìm số học sinh toàn quận, cô sẽ thực hiện phép chia hay phép nhân.
À, chúng ta sẽ thực hiện phép chia. Cô sẽ lấy 2.430 chia cho 27 phần 100 cho được 9.000 học sinh. 9.000 học sinh này là học sinh toàn quận. Sau khi có toàn quận, cô sẽ dễ dàng tính được cái học sinh khá. Đây, đạt điểm khá chính là 1 phần 5 số học sinh toàn quận. Các em chú ý cho cô, đó chính là 1 phần 5 của số học sinh toàn quận. Vậy chúng ta phải thực hiện phép gì? Phép nhân. Nhân, ta nhân với cái gì? Nhân với số học sinh toàn quận. Toàn quận mình là 9.000. Thì cô muốn tìm học sinh khá, thì cô sẽ nhân với toàn quận, lấy 9.000 nhân cho 1 phần 5 sẽ ra 1.800 học sinh đạt điểm khá. Có khá, cô sẽ tìm tới học sinh đạt điểm trung bình. Học sinh đạt điểm trung bình chính là 1 phần 4 số học sinh toàn quận. Tiếp tục ta sẽ thực hiện phép nhân, nhưng nhân với số học sinh toàn quận. Thì toàn quận mình chính là 9.000. Cô sẽ lấy 9.000 nhân cho 1 phần 4. Cô ra được 2.250 học sinh. Cô sẽ ra được học sinh đạt điểm trung bình. Bây giờ chúng ta sẽ thấy còn lại là học sinh đạt điểm yếu kém. Em thấy còn lại như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Nhưng ta lấy gì trừ? Ta phải lấy cái toàn quận tách trừ đi giỏi, tách trừ đi khá, trừ đi trung bình sẽ ra được học sinh đạt được điểm yếu kém chính là 2.520 học sinh. Bài này các em chú ý cho cô, đó chính là các em nhầm lẫn, các bạn các em nhầm lẫn cứ lấy cái 1 phần 5 nhân cho cái 2.430 này là sai. Ở đây chính là gì? 1 phần 5 số học sinh toàn quận, 1 phần 4 này là số tới học sinh toàn quận, thì mình sẽ lấy toàn quận mình nhân. Còn cái học sinh yếu kém ta phải lấy cái học sinh toàn quận mình trừ. Chúng ta sẽ sang bài số 5 dành cho học sinh khá giỏi. Hai bác thợ mộc nhận bàn ghế về đóng. Bác thợ mộc thứ nhất nhận đóng là 120 bộ bàn ghế. Bác thợ mộc thứ hai nhận đóng là 80 bộ bàn ghế. Cứ một tuần, bác thứ nhất đóng được 12 bộ, bác thứ hai đóng được 4 bộ. Hỏi sau bao lâu số bộ bàn ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1 phần 2 số bộ bàn ghế còn lại của bác thứ hai. Các bạn đọc đề lại, ngẫm nghĩ một xí nữa. Để giải bài này, các bạn sẽ tìm gợi ích. Các bạn sẽ gợi ích là số tuần thực hiện đóng của thực đóng bàn ghế của bác thợ mộc. Bạn suy nghĩ xem tại sao cái này là mình phải ghi, là mình ghi điều kiện ở đây. Ghi điều kiện là gì á? Là mình không thể nói là âm một bộ bàn ghế, âm ba bộ bàn ghế. Bàn ghế là chúng ta không thể nào tính âm được. Mình chỉ nói là 12 bộ bàn ghế, 15 bộ bàn ghế, 120 bộ bàn ghế. Nên cái x này phải thuộc n sao. Rồi các bạn chú ý cho cô dữ liệu nè. Cứ một tuần bác thứ nhất đóng được 12 bộ. Vậy x tuần có nghĩa là 12 nhân x chính là số bộ bàn ghế bác thứ nhất đóng. 12x bộ. Tương tự chúng ta sẽ tìm được số bộ bàn ghế đóng
được của bát thứ hai. Thì ta thấy 4 nhân x là 4x bộ. Lúc này các em sẽ tìm được cái số bộ bàn ghế còn lại không? Bát thứ nhất mình nhận là nhiêu bộ? 120 bộ. Giờ bát đóng 12 bộ, vậy tìm còn lại chúng ta thực hiện phép trừ. Tương tự bát thứ hai, bác nhận là 80 bộ nè. Bác nhận là 80 bộ nè. Nhưng bác đóng chỉ là 4x. Nên phải trừ ra. 80 trừ 4x chính là số bộ bàn ghế còn lại. Còn một dữ kiện mình chưa sử dụng, đó chính là số bộ bàn ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế còn lại của bác thứ hai. Thì lúc này đây, còn lại của bác thứ nhất nè là 120 trừ 12x. Đây, bằng 1/2 nè. Số bộ bàn ghế còn lại của bác thợ thứ hai chính là 80 trừ 40. Lúc này các em sẽ đi tìm x. Các em dạy x ra bằng 8. Thì lúc này ta nói sau 8 tuần thì bộ bàn ghế còn lại của bác thứ nhất bằng 1/2 số bộ bàn ghế còn lại của bác thứ hai. Rồi chúng ta sẽ sang bài cuối cùng, đó là bài hình học. Bài số 6. Trên cùng một nửa mặt phẳng, bờ chứa tia OX, vẽ tia OB, OA sao cho XOA bằng 50 độ, X góc XOB bằng 100 độ. Thì các bạn vẽ cho cô. Nhớ mình có bờ là OX nha. Rồi các bạn vẽ hình. Rồi câu A người ta yêu cầu mình là trong ba tia OX, OA, OB thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại, vì sao? Chúng ta sẽ giải. Cô sẽ vẽ hình ra. Đây, tia OX, OA, OB tia nào nằm giữa? Ta sẽ thấy OA là tia nằm giữa. Và người ta hỏi vì sao thì mình phải giải thích. Vì sao? Đầu tiên các bạn hay bị thiếu cái này. Phải kêu vì trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX. Tại vì thiếu cái này nó chưa chính xác, mình phải có câu này tại vì hai cái tia còn lại phải cùng nằm trên hoặc là cùng nằm dưới. Đúng không? Mình phải nói rõ ra là vì trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX có. Lúc này sau đó mình phải so sánh hai cái độ của hai góc. Thì ta thấy rằng XOA nhỏ hơn góc XOB chính là góc 50 độ nhỏ hơn góc 100 độ. Bài này thì các em chú ý cho cô phải có cái trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX. Chúng ta sang câu B. Tính số đo góc AOB và chứng tỏ tia OA là tia phân giác của góc XOB. Cái này thì các bạn thấy rằng câu này chính là có hai ý. Bây giờ cô sẽ giải từng ý trước. Để giải thì chúng ta sẽ vẽ hình. Nhưng mà cái hình này ta sử dụng ở câu A luôn. Hồi nãy chúng ta đã chứng minh OA là tia nằm giữa tia OX và tia OB. Thì lúc này cô sẽ suy ra được công thức là XOA cộng AOB bằng XOB. Cô thế số vô. Cô thế số vô. Thì cô tìm được góc AOB sẽ bằng 100 độ trừ 50 độ bằng 50 độ. Chúng ta sẽ giải quyết xong được một ý. Giờ chúng ta sẽ giải quyết ý thứ hai. Đó là chứng tỏ nó là OA là tia phân giác của góc XOB. Các bạn chú ý nha. Chứng minh tia phân giác, ta phải chứng minh cho cô hai ý. Ý thứ nhất là tia nằm giữa. Ý thứ hai là hai góc nào bằng nhau. Phải tìm ra hai góc bằng nhau. Các bạn phải xác định hai góc đó. Ví dụ như tia OA là tia phân giác của
OB thì bắt buộc OA trước tiên nó phải là tia nằm giữa đã. Mà tia OA là tia nằm giữa rồi, ta đã chứng minh câu A. Cái thứ hai, hai góc bằng nhau, mà phải là hai góc nào? Nè, OA là tia phân giác của XOB, thì ta phải chứng minh XOA bằng AOB. Nhưng mà hai góc đó ta đều có hết rồi. Góc A, XOA bằng 50 độ, đề bài cho. AOB cũng bằng 50 độ, mình vừa tìm đây. Rồi, suy ra hai góc bằng nhau nè. Ta đã chứng minh được tia phân giác. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sang câu C. C ta phải vẽ thêm. Đó là vẽ gì? Vẽ tia OM là tia phân giác của góc XOA và tia ON là tia đối của OX. Rồi yêu cầu mình là tính số đo góc MON. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình. Cô vẽ OM là tia phân giác XOA và ON là tia đối của OX. Bây giờ các bạn muốn tính MON, MON. Thì các bạn phải tính cho cô góc XOM là bao nhiêu. Mà tính vậy được không? Tại vì OM này là tia gì? Tia phân giác của góc gì? XOA. Nên dễ dàng ta tính được XOM. XOM bằng MOA bằng gì? XOM chia 2 sẽ ra là 25 độ. Khi cô tính được góc XOM, rồi cô sẽ dựa cái gì? ON là tia đối của OX. Khi cái ON là tia đối của OX, thì chúng ta sẽ tạo ra một góc bẹt. Và góc bẹt đó sẽ bằng 180 độ. Và cái ta sẽ thấy OM này nè, là tia nằm giữa của OX và ON. Cô suy ra được công thức. Và cô thế số vào, cô tìm được cái góc MON bằng 155 độ. Chúng ta đã giải xong câu hình và câu số 6 cuối cùng của đề thi. Chúng ta sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay.